Chào các em, những âm thanh như tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng nước suối chảy róc rách và cả những tiếng trống trường nữa thường chỉ được nghe thấy bằng thính giác. Nhưng hôm nay, cô sẽ đem đến cho các bạn một điều thú vị, đó là làm cho nhìn thấy được âm thanh. Các em có thích không? Bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị các dụng cụ sau đây nhé. Âm thoa, cảm biến âm thanh, bộ kết nối, điện thoại, chiếc trống nhỏ. Các em thân mến, đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cảm biến âm thanh với điện thoại. Sau đó các em đặt cảm biến gần với âm thoa và ấn nút bắt đầu đo ở điện thoại. Các em chờ một chút để điện thoại kết nối với cảm biến. Bây giờ các em hãy quan sát trên điện thoại và chúng ta đồng thời tạo ra âm thanh từ âm thoa. Thật thú vị phải không nào? Như vậy là các em đã nhìn thấy đường biểu diễn âm thanh của âm thoa. Liệu có phải chỉ có âm thoa mới có đường biểu diễn âm thanh uyển chuyển như vậy không? Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng thay âm thoa bằng một cái trống nhỏ. Các em sẽ gõ trống và quan sát trên điện thoại, tương tự như trường hợp làm với âm thanh của âm thoa. Như vậy là chúng mình đã nhìn thấy âm thanh của chiếc trống rồi. Chỉ có điều, đường biểu diễn âm thanh của âm thoa và trống không giống nhau. Đường biểu diễn âm thanh của âm thoa thì có các đoạn đều hơn so với trống. Qua thí nghiệm nhỏ này, chúng ta đã có thể nhìn thấy được âm thanh rồi đấy. Bây giờ cô mời các em làm lại các bước và thực hiện lại thí nghiệm nhé. Em nhớ là làm theo các bước của sách hướng dẫn. Chúc các em thành công!